I'm single too. Steven Chen, he say he's single too. He want to hook it up with you. Okay, that okay. Bây giờ mình sẽ start nha. Đó, thì mình bỏ cái tay ở đây để cho mọi người dễ thấy ha. Thì mình sẽ làm một cái dấu điểm ở đây. Đó, dấu điểm ở đây để cho mọi người dễ thấy. Đó. I'm single chưa kìa. I'm gonna copy the message and send his wife. Ok, thì cái ngón này mình sẽ làm cái ombre, các bạn thấy không? Cái khỉu tay này các bạn thấy không? Nó rất là nhỏ, cái tay của người ta rất nhỏ, nhưng mà người ta làm cái móng dài thì làm sao để cho nó không có gãy, mà khi nó đi ra 1 2 tuần hoặc 3 4 tuần thì nó không có break. Đây là cái cách để mà mình làm, đó là có nghĩa là mình làm cái độ dài u lên. Các bạn thấy không? U lên các bạn thấy không? Thì khi cái móng nó đi ra nó sẽ không có bị gãy, các bạn thấy không? Nó u lên này, thấy không? Nó cong, nó có một cái sự độ cong tự nhiên, nó giống như ngón này, các bạn thấy không? Đó, nó phải cong, nó dài ở đây và nó mỏng ở đây thì khi cái móng nó mọc ra nó sẽ không có bị gãy ha. Đó, Steven he laughing. Ok, bây giờ mình sẽ start nha. Đó, thì mình sẽ lấy cái máu gì, mình muốn làm cái bỏ cái hai ombre ba mặt. mình muốn bỏ cái ombre ba máu thì mình sẽ bỏ làm như thế nào? Mình làm một cái lớp mỏng ha, mình sẽ bỏ một cái lớp soft white lên. Mình lấy cái này là soft white nha. Đó, soft white mình bỏ lên này ha. Hold 3 seconds, anh lôi ra nhẹ nhàng ha. Đó, lôi ra nhẹ nhàng. Xong mình sẽ táp hai bên vô, vỗ hai cái mông vô. Đó, vỗ hai cái mông vô hiện. Đó, đó, bắt đầu nhẹ nhàng thôi ha. Nhẹ nhàng thôi. And then take a little bit liquid, smooth them out, lightly. Đó, vuốt nhẹ nhàng thôi. Đó, các bạn thấy không? Bột nó rất là dẻo, nó không, mình vuốt mạnh quá bột nó xuống hết rồi ha. Bởi vậy vuốt nhẹ nhàng thôi, từ trái mà trái qua phải ha. Đó, bắt đầu đi tới hết móng, các bạn thấy không? Rất là gọn ha. Xong rồi, mình sẽ lấy cái phần bột dư ra. Lên nhẹ nhàng thôi, lấy cái phần bột dư ra này, ngoáy bỏ múc xuống ngoáy nè ha. Ngoáy phải ngoáy từ đâu? Ngoáy từ dưới ha, ngoáy từ dưới đi ra. Đó, bắt đầu mình sẽ làm tạo lại cái shape này ha. Bột còn dư quá nhiều này, các bạn thấy không? Còn dư quá nhiều mình phải lấy ra, không có được để vậy. Nếu mình để vậy á thì tí nữa mình sẽ giũa thì mất thời gian của mình, đúng không nè? Đó. Lấy ra ha. À nè, vậy Kim luôn làm mail hỉ, vậy Kim luôn làm, Kim muốn làm mai hỉ. Làm mai luôn. Trời ơi, mình làm nhiều mối lắm. Đó. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái lớp mà thì khi mình bỏ cái lớp nút lên nha, mình bỏ một cái lớp nút lên thì mình lại cần lấy ít thôi. Mình sẽ bỏ lên đây nhẹ nhàng, lôi ra ha, bắt đầu đẩy lên cái phần kia cô nhẹ nhàng liền, đẩy lên liền ha. Bắt đầu chỉnh cái phần ở dưới này, các bạn thấy không? Chỉnh cái phần ở dưới này, bắt đầu bỏ vô này, vuốt một cái này, các bạn thấy không? Rất là easy, rất là lightly thôi, nhẹ nhàng thôi, các bạn thấy không? Nó ra một cái ombre này từ đậm mà tới lạt ra rất là nhẹ không, rất là dễ thương. Đó, các bạn bắt đầu lên hai size, lên hai bên hông này ha, các bạn thấy không? Lên hai bên hông, các bạn thấy ra cái ombre không? Nhìn rất là tự nhiên đúng không? Rất là tự nhiên, rất là natural, rất là natural. And then mình sẽ lấy một cái miếng này, miếng clear, mình lấy miếng clear and miếng sparkle nhiều quá ha, mình sẽ bỏ lên đây ha. Đó, mình bỏ lên đây. Đó, bỏ lên, vuốt nó ra, vuốt mỏng nó ra ha. Bắt đầu vuốt ngược lên lại để cho nó có một cái ombre ở giữa ba màu ha. Đó, là xong. Rồi mình sẽ tap cho những cái sparkle lớn này, nó nằm xuống, nó dính xuống nha. Đừng cho nó u lên, thì nó u lên thì nó sẽ xấu nha. Đó, rồi xong rồi. Question, I don't know. Ok, bây giờ mình sẽ ủ một cái lớp clear quá. Ủ một cái lớp clear qua, các bạn thấy không? Lấy một cái lớp clear miếng giấy, ủ từ cái phần cuticle, vuốt xuống hỉ. Đó, bắt đầu mình sẽ táp vô cái cuticle, vẫn táp nha, đẩy bột dồn lên để mình tạo cái độ cong, cái độ dài ở cái móng để cho nó không có bị gãy nha. Rồi xong rồi mình sẽ chỏng đít, chỏng cái cọ lên nè. Đó, chỏng cái đít cọ lên này, thấy không? Rồi bắt đầu mình sẽ vuốt từ cái cuticle nè, vuốt ra. Đó, bắt đầu mình vuốt hai bên hông, vỗ hai bên hông vô này, các bạn thấy không? Vỗ hai bên hông vô, bắt đầu vuốt từ số 5 nè, vuốt từ số 5 đi ra. Đó, các bạn thấy không? Rất là light, là nhẹ nhàng thôi, bột nó sẽ đi theo những cái gì mình muốn ha. Đó, bắt đầu lên ra, bắt đầu mình sẽ lấy miếng liquid, mình vuốt lại từ đầu, vuốt lại từ đầu, các bạn thấy không? Vuốt lại từ đầu làm cho nó smooth them out ha, làm cho nó smooth ra. Ui chà, smooth ha, và nó cả một cái độ cong, độ bền, và cái mình sẽ cover lại những cái sparkle ở trên để mình khi mình giũa hay mình bóc vờ nó không có bị bay sparkle của mình nha. Đó, là xong, các bạn thấy không? Nó đơn giản và nó có cái độ cong này, các bạn thấy không? Dày ra thì khi cái móng nó không có bị gãy được ha, nó khó bị gãy ha.
hai chắc xì, hai chắc xì lương ha, hai thảo candy. Ừ, và cái ngón này mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ bỏ một cái lớp clear này lên, các bạn thấy không? Bẻ nó ra, bứt nó ra ha, bứt nó ra ha. Rồi xong rồi á, mình sẽ đưa lên nè. Mình sẽ đưa đẹp, đúng rồi, đẹp nhỉ, đẹp hỉ, đúng rồi, đẹp lắm. Ừ, mình sẽ bỏ lên nhẹ nhàng thôi đó. Mình lấy một chút liquid nha, mình phải lấy một chút liquid rồi mình nhặt nhít lấy cái miếng nó lên nha, thì nó sẽ dính nha, đó, nó dính tay mình luôn rồi đó. Đó, mình sẽ lấy một miếng liquid, mình sẽ bỏ lên đó, bỏ lên, bỏ lên ha, bỏ lên, bỏ theo những cái ý gì mình muốn, không có phải là even ha, không cần phải even gì hết, bỏ lên. Rồi xong rồi mình sẽ làm gì? Mình sẽ lấy một cái thằng, có nghĩa là thằng diamond white. Diamond white là nó có một cái chút sparkle ở trong, các bạn thấy không? Đó, nó có một chút sparkle ở trong thì nhìn nó đẹp hơn ha. Rồi xong rồi mình sẽ lấy một chút này liquid white, các bạn thấy không? Lấy một chút liquid white, các bạn thấy không? Bỏ từ sát cuticle này ha. Cũng mình đập mỏng cái phần cuticle này, đập cho nó mỏng ra đi. Tại sao mình phải đập cho nó mỏng? Để cho nó không có bị hở nha. Và đã bắt đầu mình vuốt xuống này, các bạn thấy không? Vuốt nó ra giống như là ombre vậy, các bạn thấy không? Đó, mỏng thôi, đừng có dày quá ha. Đó, mỏng thôi. Đó, mình lên hai bên hông, lên hai bên hông thì nó sẽ ra như thế này, các bạn thấy không? Nó đã đẹp rồi, nhưng mà mình muốn nó đẹp thêm thì mình lấy cái gì? Mình lấy cái Funny gel mình dùng để làm cái gì hỉ? Ừ, mình sẽ chấm lên những cái đường line ở đây, mình sẽ chấm lên ha, chấm lên. Tại sao mình phải chấm lên? Đó, bắt đầu mình sẽ dùng cái màu đen, mình dùng cái cỏ ha, bắt đầu mình vẽ lấy cái màu đen này ha, mình đi nè ha, mình đi vô những cái sâu của trong cái này nè, đó, để sâu cho những cái thường thành được những cái đường line đó, cho nó thêm ống a ống ảnh thôi chứ không có gì hết đó, cho nó sắc sảo thôi ha. Đó, bắt đầu từ dùng cái những cái phân thì treo nó sẽ loang ra, nó loang ra là loang ra những cái gì? Nó loang ra những thành những cái smoke shop ha, những cái smoke đó thì nó đem là sinh động thôi, nó ha, nó tạo ra mình không có boring lắm đó, là xong, các bạn thấy không? Đó thì nó thiếu phần ở đây đó, nó thiếu phần ở đây mình đi vô thêm thôi ha, đó là xong những cái ombre đó ra, rất là đơn giản, các bạn thấy không? Bắt đầu mình sẽ bỏ vô đen cho nó khô, put on the light little bit. Đúng rồi, hai tròn phạm ha, hai thanh lan vương nha, hoa thiết thoa bít ta nha, đó, and then what next? Xong rồi mình sẽ ủ một cái lớp clear này ha, mình sẽ lấy một cái lớp dài thật là dài nè, đó, mình lấy một cái lớp dài nè ha, lớp dài nè, đó, lấy một cái lớp dài, các bạn thấy không, rất là dài, mình sẽ bỏ từ cái cuticle đi ra, hold 3 seconds, lôi nhẹ ra ha, lôi nhẹ ra, lightly thôi, bắt đầu mình sẽ đẩy nhẹ lên cái cuticle nè ha, đẩy nhẹ lên, bắt đầu vỗ hai bên mông vô, bộ hai cái mông nó vô ha, đó, bắt đầu nè, mình sẽ lấy nước nè ha, vuốt mỏng từ cái phần cuticle ra hỉ, đó, vuốt ra, vuốt hai bên hông này, bắt đầu mình vuốt hai bên hông này, bắt đầu mình vuốt từ đâu, vuốt từ số 5 này đi ra này, các bạn thấy không, vuốt từ số 5 đi ra, đó, vuốt từ số 5 đi ra, các bạn thấy không, nó cover lại những cái design nó nằm ở dưới móng của mình, bắt đầu mình sẽ lên cái bột dư ra, bắt đầu mình sẽ lấy nước ha, lấy nước ra này, vuốt lại từ đầu này, vuốt lại từ đầu cho nó tạo cái độ cong và tạo cái sự mà smooth mà mình không cần phải dũa để cho nó cong, đó là khi mình đắp thì cho nó cong nha, đó. múc nó ra, ôi chết rồi, rớt, oh my god, đó, bắt đầu mình tạo hai cái xếp hai bên hông này, vuốt cho nó gọn lại này, đó là cái coffin của mình nha, cái coffin của mình, lên hai bên hông nước ra hết, bỏ ra giấy cho đừng cho nó thấm vô cái tay của mình, đừng cho thấm vô cái tay của người ta, thì tại vì khi mình đụng á, thì nó sẽ dơ đi, nó dơ nó sẽ xấu ha, đó, me gusta, chanero, muy bien, de gracias, à. Thì cái ngón này mình sẽ làm cái gì? Mình sẽ đắp một cái off white, rồi tí nữa mình sẽ tạo bỏ những cái hột diamond lên và mình sẽ tạo một cái đường lành của một cái sự mà gọi là marble thì nó đẹp hơn. Thì mình sẽ đắp gì? Mình sẽ đắp cái off white nó lên, mình sẽ đắp cái off white ha. Đó, mình sẽ đắp cái off white này ha. Mình cũng lấy rất là dài nè, các bạn thấy không? Mình sẽ bỏ vô nhẹ nhàng, hold 3 second. Anh lôi ra nhẹ nhàng ha. One đó. Đầu vỗ hai bên hông vô, vỗ hai bên hông vô. Đó, vỗ hai bên hông vô, dồn bột lên ha, vỗ hai bên hông vô, đó, and then vuốt mỏng cực kỳ cầu ra ha, các bạn thấy không, vuốt mỏng nó ra, bắt đầu luồn hai bên hông, vuốt hai bên hông vào đâu, bắt đầu mình vuốt từ số 5 đi ra, vuốt từ số 5, các bạn thấy không, cái phần bột ở giữa mình giữ lại, thấy không, mình không có vuốt nữa, để tí nữa mình sẽ vuốt nữa không, đó, mình vuốt từ cái thằng số 5 đi ra. Đó, lên cái ra, bắt đầu mình lấy nước, mình vuốt lại từ đâu, lúc đó mình vuốt là lúc đó bột nó đã khô rồi ha, đó, là khô rồi, đó, bắt đầu vuốt ra cho nó đều lại, các bạn thấy không?
đủ một ngón, cái cỏ rất là nhỏ mà mình dùng sao để mình vuốt hay là mình lấy bột mình đắp đủ một ngón dài đó ha, chứ không cần thiết là phải lấy cỏ lớn hay là gì hết, chỉ tốn thêm liquid thôi. Đó, vuốt ra làm cho nó đều lại, cho nó đẹp lại ha. Xong, các bạn thấy không? Tròn và sát và đầy đủ và có cái độ cong, các bạn thấy không? Nó cong không? Rất là cong đúng không? Đó. How are you? Linson, I'm good, thank you. Mày cái miếng giấy đó màu. À, mấy cái miếng giấy này ha, thank you Jenny ha. Mấy cái miếng giấy này em mua trên eBay á. Tí nữa anh gửi cho, em muốn hỏi thì anh gửi cái anh cái website nha. Jackson Nguyễn, tối thứ bảy ok bro, nhớ nha, qua đây mà chịu tội nha, chịu tội là đám cưới smile mà không có mặt nha, chưa xử tội nha. Đó, bây giờ chết rồi, bay hết rồi. Ok bỏ lại ha. Bây giờ cái ngón này mình cũng làm y chang như vậy. Ok, thì mình bỏ lên sao, mình cũng bỏ lên y chang như vậy luôn, lấy một miếng liquid bỏ lên đây trước, rồi xong rồi mình bỏ một cái những cái spoiler lên, bỏ lên đó, bỏ sao tùy theo ý các bạn muốn ha, cứ không cần phải nó phải giống như bên kia hay giống như bên này, đó bỏ theo ý bạn muốn thôi. Đó, khi nào các bạn thấy nó ok thì ok, các bạn thấy không ok thì nó không ok. Ok, tối nay có coi vua không à, smile không có coi đá banh, smile chỉ thích đá người ta không à, chứ smile không thích coi người ta đá. Ok, bây giờ mình bỏ một cái lớp diamond white lên, bắt đầu mình sẽ đập mỏng cái phần này đó, đập mỏng cái phần này ha, vuốt nó ra ha. Bắt đầu mình sẽ vuốt hai bên hông lên lại cho nó sạch, đừng bao giờ cho nó ra ngoài da đó, các bạn thấy không, đừng ra... thì nó đã xong, các bạn thấy không, nó vừa sát cái cuticle và nó vừa mỏng hí. Đó, ok, đó bắt đầu sao. À, có luôn, có bán hết, cái gì cũng bán hết, bán thân cũng có nữa. Bây giờ mình sẽ bỏ lên cái lớp mà funny gel lên, bỏ lên những cái đường line mà mình cần đi thôi nha, chứ không cần bỏ hết móng nha. Đó, bỏ lên, đó xong. Rồi mình sẽ lấy cái cỏ, mình lấy cái sơn đen, màu gel đen, mình sẽ quạt lên ha. Quạt lên đi xéo tùy ý các bạn muốn nha, không cần phải đi sao cho nó thẳng, đi xéo ha, đập sao cho nó ra ha. Đó xong không đơn giản thôi, không cần màu mè ha. Đó xong thì mình bỏ vô đèn cho nó khô, can you put in a light little bit, ok. Đó xong rồi mình sẽ bỏ ra là hai chai lần chứ không phải một trái nữa, đã lần hai best hai trái anh trời ơi, smile đâu biết đá banh đâu, bởi vậy đâu có coi đâu, smile chỉ đá người ta không à, chứ smile đâu bao giờ coi người ta đá đâu. Ok, bây giờ mình sẽ lấy một cái chút clear, một cái lớp dài nha. Đó, các bạn thấy rất là dài ha. Bắt đầu mình sẽ bỏ lên từ cái phần kia đứa cố, lôi nó ra. Đó, bắt đầu mình sẽ cũng tháp lên sát kia đứa cổ nha. Các bạn tháp nhẹ thôi. Đó, nhẹ thôi, chừng nó chảy ra là chảy lắm. Đó, bắt đầu mình sẽ vuốt từ sao, vuốt từ trong nè. Các bạn thấy không, vuốt từ trong. Oh my god, who calling me? Đó, bắt đầu mình vuốt. Ô chết rồi, khô rồi. Oh my god. Oh no. Đó, ai đang call mình á. Ok. Đó, bắt đầu vuốt. Có người gọi nên á mình bị đứng giữa chừng nên bột nó khô rồi ha. Thì mình bỏ thêm bột vô. Anh đúng rồi, mình Sma là người Huế nè. Đó, người Huế mà like chị nha. Đó, like chị. Đó, mình bỏ vô lại nha, làm lại nha. Thì cái ngón này nó sẽ bị dây, thì tí nữa mình sẽ vỗ xuống. Tại vì sao? Tại vì mình đang làm, thì có người gọi thì mình ham tắt máy quá, thì nó bị đứng bột rồi, nó bị khô bột rồi ha. Đó, vuốt nó ra, vuốt cho nó có cái độ dày ra nha. Đó, vuốt nó ra. Bắt đầu lấy cái phần bột dư ra. Đó, các bạn thấy không? Đó, xong một cái ngón design. Đó, rất là đơn giản, rất là easy, đúng không? Đó, thì cái ngón cuối cùng mình sẽ... Đó, mình cái ngón cuối cùng mình sẽ làm như thế nào ha? Đó, mình sẽ đắp như thế nào? Đó, mình cũng sẽ lấy off-white. Mình sẽ lấy off-white, mình bỏ vô ha? Mình bỏ vô. Đó, mình bỏ vô ha?
Đó, mình bỏ vô đó. Mình cũng vuốt nhà ra hỉ, mình cũng vuốt nhà ra hỉ. Đó, mình nhìn trong vuốt nhà ra hỉ. Đó. Đó, mình vuốt nhà ra ha. Ừ, vuốt nhà ra, bắt đầu vuốt từ trên xuống dưới này, các bạn thấy không? Lớp này cần phải nằm mỏng thôi nha, mỏng thôi, đó, mỏng thôi, mỏng thôi. Đó. Bắt đầu mình sẽ lên ra, lên cái bột dư ra, đó, lên cái bột dư ra. Đó, lên ra ha. Đó, lên nó ra. Oh, this is shop ngoài ha, đúng rồi. Đó. Thì bây giờ mình sẽ bỏ một cái chút nút lên, chút nút lên, chút nút ha. Đó, các bạn bỏ lên. Bắt đầu. Đó, đẩy nhẹ lên. Xong rồi mình sẽ vuốt nó ra ha, vuốt nó ra. Ô chết rồi, dính rồi ha, dính rồi, không sao. Lấy cái phần ra vuốt lại ha. Đó. Vuốt nó ra. Rồi xong ha. Rồi xong rồi mình sẽ ủ một cái bỏ một cái thằng thằng gâu lên ha, thằng gâu lên. Đó. Có ai các bạn nào có ai rảnh không, kêu cái xe bắt chó bắt bắt ông Linh Giang gì giùm mình với. Trời ơi làm lộn quá. Đó, mình sẽ bỏ một cái lớp sparkle lên ha, mình sẽ bỏ một lớp sparkle lên ha. Đó. Đó. Đó, bỏ một lớp sparkle lên. Bắt đầu mình sẽ vuốt nó lên. Đó, vuốt nó lên ha. Vuốt nó lên, những cái sparkle bự cho nó nằm xuống, những cái sparkle lớn cho nó nằm trên nha, đừng cho nó dày quá. Đó, đừng cho nó dày quá. Đó, dày quá ha. Đầu mình vuốt nó lên nữa, vuốt nó lên nữa. Ok, nó đã xong như thế này thì nó nhìn nó sắc sảo hơn, nó đẹp hơn ha. Bắt đầu mình sẽ ủ một cái lớp clear qua, lớp clear qua ha, ủ một lớp clear qua. Đó, ủ qua, các bạn thấy không, lôi nhẹ ra. Bắt đầu mình sẽ đẩy nhẹ lên cuticle, đẩy nhẹ lên cuticle. Đó, đẩy nhẹ lên cuticle ha. Đó. Bắt đầu mình sẽ vuốt đập nhẹ từ cái phong cánh cuticle này ra nè ha, đập nhẹ lên ra. Bắt đầu mình sẽ vuốt hai bên hông. Mình sẽ vuốt hai bên hông ha. Đó. Bắt đầu mình sẽ vuốt từ thằng số 5 đi xuống nha ha, vuốt thằng từ thằng số 5 đi xuống nè. Để mình tạo cái độ cong ở giữa nha, mình giữ cái cục bột ở giữa lại, mình không có vuốt ở giữa. Thì khi mình vuốt xong rồi nè, bắt đầu mình sẽ vuốt từ đầu lại nè, từ đầu ra lại ha, thì lúc đó nó đã bột nó đã khô ở cái phần đó rồi, mình vuốt này nó sẽ không có đi nữa, không có sợ mất bột nữa ha. Thì nó đã xong một cái ngón ha. Đó, nó cong tự nhiên cover lại những cái sparkle của mình thì xong. Ok, bây giờ tới làm Thôi, oh my god, sao mà chửi lộn trên nhiều thế, trời ơi, khổ quá. Ok, bây giờ mình sẽ dụ sếp nha, đó, mình sẽ dụ sếp nha, đó, mình sẽ dụ sếp nha, đó. Đó, thì cái ngón này thì mình đi từ dưới này, các bạn thấy không? Làm sao có được cái shape mà nó cho nó thẳng vậy ha, cho nó thẳng vậy thì mình sao mình vuốt từ đâu. Đó, đó, mình đi từ dưới này ha, đi lên. Đó, đi từ dưới này ha, đi lên. Đó, mình đi từ dưới mình đi lên. Các bạn đợi mình chút nha, để mình ra lại, mình vô lại, mình block him nè. Ok, vậy là đã một lóc xong rồi ha. Còn mọi người tiếp tục xem ha. Đó, không có gì hết. Đó, không có gì hết. Đó là xong. Đó, xong ha. À, không có sao đâu mọi người. Thì sometimes có những cái người mà nói chung là lâu lâu đó, nó bị dịch thần kinh hay gì đó thì không sao đâu. Đó, thì mình đừng có quan tâm tới, thì mình không nói thì cho người ta nói kệ người ta ha. Đó, mình cứ việc làm. Đó, mình thích thì mình làm thôi. Đó. Thì mình vuốt nha, mình vuốt cho cái shape cho nó thẳng hai bên hông. Về đi thẳng ha. Đó các bạn thấy không? Vuốt cho nó thẳng này. Đó, vuốt cho nó thẳng, bắt đầu đi từ dưới đi lên. Bắt đầu mình sẽ canh lại cái shape nữa ha, canh lại cái shape coi nó thẳng chưa. Ok thì nó đã thẳng rồi. Thì bây giờ cái ngón này nó bự hơn chút này, mình ăn gian vô ha, mình ăn gian nó vô. Đó, mình ăn gian vô. Đó, ăn gian nó vô ha. Đó. Thì cái ngón này hồi nãy mình đó, hồi nãy mình bị gãy cái móng này thì mình ăn gian. Bây giờ mình vuốt cho nó vô này, các bạn thấy không? Ép nó vô các bạn thấy không? Ép nó vô. Đó, ép nó vô nè. Ép nó vô là tự động nó nhỏ lại ha. Đó. Bắt đầu mình đi từ dưới đi lên. Đi từ dưới lúc nào cũng vuốt này mình phải giữ, cái tay của mình này phải giữ.
phải giữ, phải giữ để cho làm sao để cho cái tay của người ta không có bị đau nha. Ừ, đó, không có bị đau. Đó, khổ quá. À, ok, thì ngón ngón này nó cũng vậy, các bạn thấy không? Đó. mình can you relax please? Sorry. Ok, bây giờ mình sẽ giũa ở dưới nha, đi lên. Trời ơi, buồn quá. Lên. Oh my god. Đó, thì các bạn thấy không, cái shape này nó đã ra hai cái đồ thẳng hai bên hông thì nó sẽ better hơn ha. Thì bây giờ mình giũa hai bên hông nó thẳng rồi thì mình sẽ giũa cái ở cái phần đầu móng này ha, các bạn thấy không, mình giũa cái phần này để làm cho cái đồ thẳng hết thứng hết thứng làm rồi, mất thứng làm rồi, mất thứng nói luôn. Ok, có gì đó thì mình kể đi chơi luôn. Đó, đó, mình sẽ giũa lên cái co phần cái square, các bạn thấy không, rất là square này, thấy không, ở cái phần này đó. Thì mình tại sao mà mình giũa năm ngón xong một lần rồi mình mới giũa cái phần ở trên đó, để làm gì, để mình cân từng cái chi tiết, có nghĩa là mình phải đi từng cái step, giống như là giống như mình mới lớn vậy á, giống như mình mới đẻ ra hay gì đó, mình cũng phải tập đi từng cái, lúc đó mình mới biết chạy được, chứ không phải mình bỏ lên là mình chạy hết một lần được, đúng không các bạn. Đó, thì cái shape hay cái nail cũng vậy, mình làm gì xong một cái giũa hai bên hông trước, xong rồi mình sẽ giũa trên cái đầu móng một lần, thì lúc đó mình mới cân được, là có nghĩa năm móng nó như nhau, nó đều như nhau, các bạn thấy không, nó square này, các bạn thấy không, hai cái đường thẳng này này nó đi ra nó phải song song với nhau, và cái trên này nó phải super square, nó không được tròn hai bên này thì nó không có phải là co phần ha. Đó, thì bây giờ nó đã xong một cái bộ bàn móng rồi ha. Đó, nó đã xong thì đó. Đó, thì bây giờ mình sẽ check lại hết coi nó đã đều hết chưa. Thì bây giờ mình sẽ check này, coi mình bẻ cái móng này rất là cứng ha. Tại sao nó có cái độ dài ở đây, để em gì, để nó better, nó không no break. Đó, nó không có bị break ha. Đó. Ôi trời. Ok, bây giờ mình sẽ giũa nha. Mình sẽ giũa này. Đó, mình sẽ giũa ha. Đó. Mình dùng những cái đầu S4 nha, mình giũa nha. Đó. Thì mình sao mình sẽ chạy này. Đó, mình chạy nhẹ cái cần critical này, khi mình giũa này ha, mình để cái trọng cái máy lên để 180 độ này ha, các bạn đi nhẹ nhẹ sơ qua thôi, để làm gì, để mình linh sơ những cái phần, mặc dù cái bộ của mình nó không có ra ngoài thì mình vẫn cũng phải linh nè, nhẹ thôi, các bạn thấy không, nhẹ thôi. Đó, bắt đầu mình sẽ linh sơ lại này, làm cho nó cho lại cái phần này thì nó sẽ không có bị hở nha, nó sẽ không có bị hở. Đó, thì khi mà mình linh xong rồi phải không, nó đã cho này, có đập đi ra ngoài này, đi để cho nó chạy tự nhiên, các bạn thấy không, cái đầu giũa nó phải chạy tự nhiên này ha. Đó, nó chạy tự nhiên, bắt đầu linh ở dưới nhẹ nhàng, coi nó bột nó xuống dưới không. Đó, bắt đầu mình nhìn nghiêng ngang để làm gì, để mình coi được cái độ cong ở giữa nó có bị mất hay không, hay là nó chưa đều. Đó, thì mình phải chỉnh lại cho nó đều, cho nó đẹp hơn. Đó, các bạn thấy không, đó, phải cho nó ra nó đều. Ôi chết rồi. Đó, bắt đầu ngón này cũng thế ha. Đó, bắt đầu mình sẽ cũng đi nhẹ nhàng thôi, nhớ là cái phần critical lúc nào cũng phải đi từ từ chậm rãi thôi, chứ không có được đi nhanh nha, đi nhanh là cắt tiên người ta đó. Mặc dù mình có professional gì đi nữa, nhiều lúc mình xăm tha mình đi nhanh quá mình cũng sẽ bị cắt tay người ta, bởi vậy mình cần phải chậm ở cái phần critical, rồi khi mình đi ra ngoài thì mình nhanh, muốn nhanh cỡ mấy thì nhanh ha. Đó, giống như trong local thì mình phải đi chậm, đúng là đúng tốc độ, giống như mình đi ra freeway mình muốn chạy bao nhiêu mình chạy đó. Đó, ok, bây giờ mình sẽ đi nhẹ ở phần này, đi làm cho nó mỏng ở phần kia cô nữa, cho nó mỏng và cho nó tròn thành là tròn ha. Đó, cho nó tròn là tròn, bắt đầu mình sẽ lên ở dưới, bột nó có dư hay là không dư, lên ở dưới ra ha, lên ở dưới ra. À, bắt đầu mình sẽ đi tròn lại ha, là máy tím chạy số mấy vậy, à mình chạy là mình dùng liquid là gì, gì móng dài quá, đúng rồi, móng người khách này cái liquid dùng cái loại CND ha, DMA ha. Đó, với lại cái
máy chạy số mấy là mình không có biết số, tại vì mình quen rồi á, khi mình chạy á là có nghĩa là mình không có bao giờ mình nhìn hết á, mình bật lên là mình không bao giờ mình nhìn, tại vì mình cảm nhận khi mình đụng vô cái gì đó là mình đã biết rồi đó. Bây giờ khi các bạn tập chạy á thì các bạn tập cái feel lên, có nghĩa là đụng vô cái gì mình phải feel lên cái đó, giống như cục bột hay cái cỏ như vậy, mình cầm một cái cỏ mình phải biết cách đó làm sao để cái cỏ mình khi mình vuốt bột nó đi theo ý mình đó ha. Các bạn thấy không, rất là ít dũa, mình chỉ chạy sơ cái cuticle thôi. Rồi xong rồi á, mình sẽ buffer này, các bạn thấy không, mình sẽ buffer hai bên hông ha. Đó, buffer này cho nó kỹ, ra hết những cái đồ dơ hay là những cái bên hông này, các bạn thấy không, nó cong tự nhiên này, các bạn thấy không, đó nó cong, thấy không, bởi vì tại sao mình không cần phải vũ nhiều đó, nó cong và nó có cái độ dày, bởi vì các bạn có bẻ tới cỡ nào nó cũng không có gãy ha. Đó, đó. Thế bây giờ mình sẽ bóc phờ nha, mình sẽ bóc phờ rồi mình sẽ sơn treo, rồi mình sẽ gắn diamond, rồi mình sẽ làm phân đi treo lên. Oh yeah. Đó thì lúc đó cái bộ nail của mình nó sẽ hoàn thành hơn. Thì không có để cả nhà đợi phải lâu, thì mình sẽ làm xong một bàn trước, thì bàn sau mình sẽ làm sao, mất công cả nhà phải đợi lâu ha. Đó, đợi lâu. Thì mình bóc phờ cái bàn này xong, mình sẽ làm lên, vẽ gắn diamond lên thì cho nó đẹp hơn. Đó, bóc phờ cho nó ra hết cái chất dơ, cái chất sạch, bóc hết ra. Đó, xong rồi bỏ lên. Đó. Đó, bóc ra. Và xong rồi mình sẽ bóc ở dưới này, các bạn thấy không? Bóc ở dưới ra những cái phần hai bên hông dơ ra này ha. Đó, bóc ra. Các bạn thấy không? Bóc nó ra nè. Bóc ra. Đó, bóc nó ra ha. Bóc nó ra ha. Đó. Ok. Bây giờ mình sẽ bỏ diamond lên nha. Mình sẽ ok, bây giờ cái này mình sẽ phủi bụi đi. Linh ơi. Đó, mình sẽ phủi bụi nha. Rồi xong rồi. Mình sẽ lên sơ lại hai bên hông, coi những cái đường vần hai bên hông mình bóc mà còn nó còn chưa ra, mình phải lên để sao để khi mình sơn á. Đó, một học một khóa mấy tháng hả em, là sao em, mình không hiểu. Đó, là xong, nó đã sạch sẽ, các bạn thấy không, nó đã sạch. Bi lại cái hộp diamond nhung ấy. Thì bây giờ mình sẽ sơn nhá. Cái đây là cái loại top của Chest Nail mới ra, rất là bóng, rất là dày. Đó, nó không có dễ bị chóc, có thể dùng cho everything deep paint này, là gì, bột màu hay là gì hết, hay là sơn silac, rất là nhiều. Bạn nhìn cái chai không, nhìn rất là đẹp đúng không, nhìn rất là đẹp, rất là dễ thương đó, rất màu gâu ha, cầm vô cái tay nhìn đã sang rồi. Nhưng mà cái tay của mình có xấu tại cái nào mình cầm vô cái này nó sẽ sang ha. Bây giờ mình sẽ sơn lên nha. Đó, bây giờ mình sẽ sơn lên. Oh my god. Quay lại đây. Đúng rồi, chai này rất đẹp đúng không? Bị cái EMA sao á, còn chạy đi nè. Mình sơn lên. Đó, các bạn thấy không? Sơn rất là dễ sơn, cái cỏ sơn rất là sướng ha. Đầu mình sẽ lên hai bên hông nhẹ nhàng. Đó xong, các bạn thấy không? Đó. Bắt đầu. Hold on. Các bạn thấy không? Rất là bóng, rất là đơn giản, rất là dễ thương ha. Bị gì đó? Đó. À, chai này bao nhiêu vậy Alex? 9 đồng 99 nha. Bây giờ đang on sale nha, 9 đồng 99, và ai nhanh tay sẽ còn nha, ai chậm tay nó sẽ hết rồi nha. Tại vì mình cái đợt hàng này mình order nó có hạn thôi, tại mình đó. Nhưng mà thật sự khi mình xài rồi mình cảm thấy nó rất là good, rất là better, và nó rất là dày, nó không có bị gì. Có nghĩa là thường thường á, những cái loại top á, các bạn sơn lên á, các bạn đụng cái tay lên nó sẽ bị mờ đúng không, nhưng mà cái top này no, không có bị mờ, các bạn thấy không, không có bị mờ. Đó, không có bị mờ ha. Đó. Bắt đầu mình sơn lên. Và cái đặc biệt nữa là các bạn biết làm sao không? Mình sơn ngắn sách Kiriko này nè, nó không bao giờ nó chảy ra da. Nó không bao giờ. Thường thường mấy cái top khác á, mình sơn lên á, bắt đầu mình sơn qua ngón khác, tí mình quay lại á, nó chảy tè le ra da luôn. Nó thật luôn, mình phải linh lại. Nhưng mà cái top này không, nó sẽ để đâu nó nằm đó, để nằm đâu nằm đó. Giống như là mình muốn đắp bột vậy, mình đắp sâu, nó phải nằm đó, chứ không có được
chứ nó không có chạy từ lưa ha. Đó, đó, sơn cảnh sát kia đó cô. Đó, bắt đầu lươn ra ha, rất là đẹp, rất là đẹp. Đó, đầu bỏ sơn đầu móng lên hai bên hông và lên đỡ trên. Anh bỏ vô đen. Mua ở trên web, ở trên website nha. Ở trên website là chasnail.com nha. Ai các bạn nào mà đã vô cái website, các bạn có thể ghi lên, bỏ lên trên trên đây cho mọi người biết được không nè. Đúng rồi, chai này rất là đẹp, rất là dễ thương, cầm vô rất là nhìn, rất là nhìn rất là đẹp không. Đó, có chasnail đó. Đúng rồi, rất là bóng. Và xong rồi mình sẽ làm gì đó, can I borrow this hand again. Bây giờ mình sẽ làm gì đó, bắt đầu mình sẽ tạo một cái gì đó ha. Đó thì đó, mình sẽ vẽ một cái gì ở đây lên và tô đậm nó ra. Anh em mình sẽ bỏ vô đèn, bỏ vô đèn. It's a nine, yeah, $9.99 right now on sale. Okay. And then xong rồi, can I borrow your hand again? Xong rồi mình sẽ sơn một cái lớp top funny gel lên. Yeah, sơn một cái lớp top funny gel lên. Các bạn thấy không? Sơn một cái lớp top lên. Đó, sơn một cái lớp top funny gel lên. And then mình sẽ lên hai bên hông hết ra những cái phần dư của gel ra này ha. Bắt đầu mình sẽ đi, mình sẽ lấy một cái chai gel đen ha. Bắt đầu mình sẽ đi này ha. Đi nhanh ha. Đó, mình sẽ đi nhanh ra. Đó. Beautiful color. Let me see. Sexy, huh? And then mình sẽ bỏ đen. Ôi chà, đẹp lắm, rất là đẹp ha, rất là đẹp đúng không? Thì cái bàn tay này, cái bàn tay mình chưa vũa, chưa xong nha. Mình muốn show cho mọi người thôi. Thì cái bộ nail nó ra như thế này. Ok, bây giờ mình sẽ gắn đàn lên, gắn diamond lên ha. Đó, mình sẽ gắn diamond lên. Đó, thì đây. Đó, bắt đầu mình sẽ gắn diamond lên. Ok, thì nó đã ra như thế này, các bạn thấy không? Nó đã ra như thế này. Thì mình sẽ gắn thêm những cái hột diamond lên thì cho nó ok đó. Đó, gắn những cái hột diamond lên ha, bỏ cái keo lên. Bỏ cái keo lên. Thì xong rồi mình sẽ gắn những cái hột này. Cái hột này đã dễ thương nè ha. Đó, hột này dễ thương. Thì mình bỏ lên. Các bạn thấy không? Bỏ lên. Đó. Rồi xong rồi mình sẽ bỏ những cái hột nhỏ lên. Bỏ lên những cái hột nhỏ lên ha. Đó, bỏ lên những cái hột nhỏ. Cho nó thêm ống màu, ống ánh ha. Đó. 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 Đó là xong ha. Rất là đơn giản, rất là dễ thương ha. And then các bạn, bây giờ các bạn có thể coi nè. Mình chưa bỏ top lên cái ngón đó nha, nhưng các bạn có thể thấy ha. Đó, được là những cái gì ha. Đi đây, những cái bộ nail nó đi ra như thế này. Các bạn thấy không? Rất là bóng không? Rất là bóng ha. Rất là đà bóng. Cái ngón này mình chưa bỏ nha. Thì cái bộ nail nó đã ra như thế này ha. Nó đã hoàn thiện ha. Đó, hoàn thành rồi ha. Rất là đẹp ha, rất là bóng ha. Và cái thứ nhất này các bạn thấy không? Cái top này á, mình đụng cái tay lên nó không bao giờ nó bị mờ, các bạn thấy không? Nó không có bị mờ. Còn cái top khác đụng lên nó sẽ bị mờ. Bởi vậy nó hay cái là nó đặc biệt, nó khác nhau ở chỗ đó đó. Đụng cái tay lên nó không có bị mờ, mà cái top khác là nó sẽ bị mờ ha. Đúng rồi ha. Thank you mọi người nha. Thank you for watching my video ha.